Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề nghị Thủ tướng cho áp dụng cơ chế đặc thù trong bổ sung 600.000 cây xanh trên các tuyến đường phố có vỉa hè rộng, các giải phân cách và các khu vực trang trí phục vụ các sự kiện lớn của trung ương và thủ đô. Điểm đáng chú ý của cơ chế này đó là việc không qua đấu thầu. Hà Nội bắt đầu triển khai chương trình trồng thêm 1 triệu cây xanh từ năm 2016. Mô hình trồng cây xanh đã tầng tán tại nhiều tuyến đường phố đã tạo bước đột phá về cảnh quan và nhận được sự ủng hộ của người dân. Với thông tin Hà Nội đang xin cơ chế đặc thù để trồng thêm 600.000 cây xanh không qua đấu thầu, người dân đều quan tâm đến chất lượng cây trồng. Bằng về vấn đề này, các đại biểu quốc hội ủng hộ việc trồng cây xanh, nhưng việc có qua đấu thầu hay không thì phụ thuộc vào sự xem xét của chính phủ. Thành phố Hà Nội đã đề nghị Thủ tướng cho phép được chủ động chọn nhà cung cấp cây xanh thay vì đấu thầu để tìm được đơn vị có đủ năng lực áp dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc áp dụng hình thức đặt hàng để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời triển khai ngay các nhiệm vụ được giao.